theo bạn, Mi Hoắc có khả năng chiến đấu như một tứ hoàng hay không? Có người nói rằng anh đã đấu tay đôi với Xanh nhiều lần, nhưng vẫn chưa xác định được kẻ thắng người thua. Và khi đó Xanh vẫn chưa bị mất tay trái, có thể thấy anh chắc chắn có sức mạnh ngang ngửa tứ hoàng. Tuy nhiên, khi Mi Hoắc tấn công Dâu Trắng ở cuộc chiến đỉnh cao, nhát chém của anh đã bị Jojo chặn lại. Anh nhấn mạnh rằng anh chủ động tấn công là để xem khoảng cách giữa mình với người đàn ông mạnh nhất thế giới. Có thể thấy trong tâm trí Mi Hoắc, sức mạnh của anh vẫn còn một khoảng cách lớn với Dâu Trắng. Trong hội nghị thế giới, Fujitoza cùng Vujiku và những người khác đã đề xuất bãi bỏ hệ thống Thất Vũ Hải. Thấy vậy, cả sáu đã đề nghị Mi Hoắc hợp lực thành lập liên minh cờ rớt cua gió bất kỳ đứng đầu. Sau đó quá khứ của Mi Hoắc được tiết lộ, anh từng là thợ săn hải quân và có số tiền thưởng là 3,59 tỷ. Tứ hoàng Luffy có tiền thưởng là 3 tỷ, còn bất kỳ là 3,189 tỷ. Cả hai đều thấp hơn nhiều so với Mi Hoắc. Khi hải quân giới thiệu về Mi Hoắc, họ cũng đã nói kiếm thuật của anh mạnh hơn Xanh. Nhìn từ góc độ này thì sức mạnh thực sự của anh ta không hề thua kém tứ hoàng. Kể từ khi Luffy đánh bại Kaido, Haki Bá Vương đã là một trong những khả năng tiêu chuẩn của những người đàn ông mạnh mẽ. Các dùng chiêu Galaxy Impact để tấn công và gần như có thể phá hủy một thị trấn. Vậy đòn tấn công bằng Haki Bá Vương của Mi Hoắc sẽ mạnh thế nào? Nó vẫn cần cốt truyện tiếp theo để chứng minh.